mình hạn chế quan độ nước quý cô chú anh chị ơi. Vì mình xin chào quý cô chú anh chị trở lại kênh YouTube của Duy Minh nha. Đó thì mấy anh em mình vừa làm xong hoàn lỗ âm dương đó, thay thêm đất vô đó, quý anh chị phân vô để cho tốt nha, những cái cây cây lồi cây lẻ bạn. Có cô bác cũng mới vừa đến ha. Dạ có, con mới để một gói thuốc trên đây nè cô. Dạ dạ con mới thắp ba đi, có ba đi thuốc rồi đó. Chơi chứ phải hàng qua Hồng Loan lên là gặp Hồng Loan rồi. Dạ. À, bữa nay Hồng Loan không có lên cái thành ra cô nói cũng chắc cái Duyên chưa gặp được Hồng Loan. Không gặp được ha. Duyên chưa gặp được. Cô lên là làm thủ tục đặng cô cải tán ông dài về đây. Dạ. Về ngay chỗ A2 á. Dạ đúng rồi. Thì kính chào quý chú, là chú có pháp danh trước khi mắt đó cô. Dạ. Trước lâu không? À, trước cũng chứ cũng có nghĩ chứ cũng không không lâu mấy đâu, tại vì con nghe nói là trước đó là chú cũng đi chùa. Dạ, chú con. Đâu anh Năm đi chùa dữ lắm á. Đi chùa nhiều. Cái sau khi mắt hình như là cô Phương Hồng Thủy á, tìm cái chùa mà chú hay đi á để hỏi cái pháp danh á. Cho anh nằm nghỉ nhẹ để cho anh ok hơn là anh Ngọc ha. Đẹp rồi đúng không? Còn sao mà càng ngày càng thấy sạch cái ngọn không mà không thấy được cái thân của mình. Lát cho anh qua đây anh sạch luôn mấy cái hoa sen này nhau. Vô nữa. Thôi vậy đi về. Rửa mặt xinh lọc luôn đúng không cô? Xinh lọc cho mẹ giỏi. Chung quậy cho mình mà ra. Đang. Cho mình. Ừ. Chú đường về chứ gì con không đi. Nhưng mà nãy con nghe chú kêu chú Du Linh là phù hộ cho chị Hồng Loan á. Một ngày nào đó chắc thế nào cũng có duyên để gặp anh. Làm mấy ngày mình quỳ làm mấy cái phim đất đó quý vị chú chị, cho nên là nó dính quá trời lắm. Giờ thấy ok ha quý anh chị, hay là thêm đất vô rồi cho nó tốt. Dạ. Dạ con chào cô chú nha, chúc cô chú thuận lợi bình an ha, gặp nhiều may mắn ha cô chú, làm ăn phát tài nha. Dạ rồi, giờ sức khỏe cô đây cũng cầu nguyện ha. Mình cho chuyện này, mình nhớ mình cho luôn chuyện này. Ừ. Đó, ok. Cho em miếng luôn đi anh Ngọc. Bây giờ anh em mình chung hội chung phiền với nhau đó. Đưa tay chưa? Nhớ hả? Được, cháy. Ủa chiều này mình ấy cái này ra cho mấy anh em đi cái trái cây á, hai ngày rồi. Anh Ngọc ơi, chút xíu mình ấy mình lấy trái cây ra mình cho mấy anh em, chia cho mấy anh em hết đi, thỉnh lọc chú ha. Trái cây này của chị Liễu Khoa nè, với chú chị. À. Ờ, bữa nào mình mới đưa là chú về đây mùng 9 con. Mùng 9 ha. Mùng 9 Thanh Minh nè. Mình từ ở bên Tây Ninh đưa về đây. Từ Tây Ninh đưa về đây ha. Ừ. Thì mình mua trong đây là bao nhiêu cô? Mua hồi cách đây 10 năm đưa bà về đây xong rồi mua cho ông luôn. Dạ. Mua ngay chỗ lô A2 nè. Dạ. Cán bộ á. Còn bao nhiêu một cái cô? Hồi đó mua tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn hả? Dạ. 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 Rồi con chào cô, máy bay cô chú. Bởi vì mình nhớ cô chú này hả? Nhớ mà cô chú này đi đến đây hoài vậy. Ừ. Ừ, giờ cũng khỏe. Linh. Khỏe ha. Dạ. Rồi máy bay. Ai cũng đến đây cũng điều đầu tiên nhất đó là xin cầu xin cái sức khỏe quý cô chú anh chị. Đó. Và sau đó thì cầu cho công việc gia đạo
và công việc là nó yên ổn, thuận bờm xuôi gió quý cô chú anh chị. Hình như là Duy Minh thấy chú rồng hôm nay là bông cũng nhiều lắm đó, quý cô chú anh chị. Ba anh em mới nãy hì hà hì hịch, đừng đưa mấy cái đất phân vô đó. Theo như chị Hồng Loan chỉ nhờ anh Ngọc, nhờ mấy anh em mình để thêm đất vô cho tốt đó quý cô chú anh chị. Tại bữa giờ cũng lâu, hình như là mình trước Tết đúng không anh? Trước Tết khi mà chị Hồng Loan với là với anh Nguyên Vũ, anh Nguyên Vũ đến đây, cái lúc mà anh Nguyên Vũ đến đó quý cô chú anh chị, người ca sĩ Nguyên Vũ á, đến là chị Hồng Loan đem cái cây lẹ bạn này đến đây là để là trồng vô đây đó. Sau khi mà trước đó là bị rất là nhiều con hươu nó đến đây nó ăn những cái hoa của là Hà Trang á quý cô chú anh chị, thay cũng nhiều lần, cho nên là chị quyết định đổi cái cây lẹ bạn này lên mộ. Nhiều cây lắm nhưng mà nó ở ngoài nắng quá mà chịu không nổi. Nó chịu không nổi. Đặc biệt cái cây lẹ bạn này từ khi mà chị Hồng Loan với anh Nguyên Vũ đến đây và thay vô đây thì nó sống đến bây giờ và rất là tốt luôn. Hiện tại giờ nó phát triển rất là cao. Và trong cái thời gian, theo thời gian á, thì đất á, nó dẻ quý anh chị, do là bên trong là cát nhiều cho nên dẻ xuống thì cái bộ cây này nó cũng lúng xuống, nên là bây giờ chị Hồng Loan nhờ mấy anh em đưa đất phân vô, mục đích là cho tốt ha quý anh chị, và cho cây cao lên tí xíu. Giờ khi mà ba anh em Duy Minh cùng với là Tí Chuột và anh Ngọc Dư Mộ đưa cái những cái phần phân vô thì Duy Minh thấy rất là thoáng và tốt luôn. Dạ. Anh chị nhiều sức khỏe nha. Đó, sẵn rồi anh Ngọc ảnh giữa luôn, mẫu của chú luôn. Tại vì hồi nãy ba anh em thai á, video trước là ba anh em thai rồi nó bị bụi nhiều quá, cho nên là anh Ngọc ảnh giữa luôn mẫu luôn quý cô chú anh chị. Đó. Thì hồi trưa nay thì bên nhân viên của là Hà Viên người ta cũng giữa xung quanh. Người ta xung quanh mấy cái mộ này người ta rửa quý vị, nhưng mà có mộ của chú là bên Hoa Viên người ta không dám rửa. Không dám rửa ha. À, đúng rồi, tại vì ở đây có ông Đọc Thần Thừ ở đây. Là ông Đọc Thần Thừ. Ông Cóc chứ lộn, ông Cóc. Ông Cóc ông ở đây không coi ở đây rồi, cho nên là miễn nhiệm là bên Hoa Viên không cần chăm sóc mộ chú mà để cho ông tức là cái khu này là ủa ơi lâu lắm mới gặp nha, lâu lắm gặp mới lên SH luôn rồi, lên SH luôn rồi trời. Đó cho nên là để cho là anh Ngọc với là mấy anh em đây là chăm sóc luôn. Đó trời ơi chị ơi cắm hoa tuyệt vời ha. Đó thì video đến đây thì Duy Minh cũng xin kết thúc ha quý của chú chị. Trước khi kết thúc thì Duy Minh cũng xin chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước, từ nước nội nước ngoại, nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan gì đó, Việt Kiều, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đó quý cô chú anh chị, thật là nhiều sức khỏe đó quý cô chú anh chị, làm ăn thì phát tài đó, công việc là thanh thông đó, làm gì được nấy, đặc biệt là gì, luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ. Mấy chị em phụ nữ thì trẻ đẹp, trẻ mãi không già, một cái già cũng già vừa vừa thôi. Bây giờ thì Duy Minh xin chào bà con ha, hẹn bà con là một video sáng mai tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, sẽ trực tiếp chia sẻ cho bà con cô bác mỗi ngày mỗi giờ mỗi giấc cho bà con ha. Xin chào bà con rồi, thôi chào anh Minh nha, chào.